cho người qua đường đã hiện lên. Nhưng nam chính của chúng ta không để ý. Có một chiếc xe đã bịt còi, nhưng cậu không nghe thấy nên đã bị xe đâm trúng. Ở một thế giới khác, xin nấp trong bụi cỏ, dùng phép thuật để săn những động vật trong rừng, rồi cậu mang bọn chúng về nhà. Cậu sống chung với ông, cậu vẫn nhớ về tiền kiếp của mình khi ở trái đất, dù không nhớ mình chết như thế nào, nhưng là một cậu nhóc và được sự yêu thương của mọi người, là cậu cảm thấy vui rồi. Ông Merlin đã dạy cho cậu về phép thuật, bà Melider dạy cậu về trang bị ma thuật, còn chú Michen dạy cậu về kiếm thuật. 2 năm sau cậu đã lên 10 tuổi, ông Merlin dẫn xin vào khu rừng để đi săn quỷ. Vì tất cả các động vật trên trái đất đều được ban sức mạnh phép thuật, nhưng khi không thể điều khiển được sức mạnh đó, thì nó sẽ tàn phá mọi thứ xung quanh và kể cả con người. Sau đó ông chỉ cậu cách để tìm được con quỷ, bằng cách phân tán phép thuật ra xung quanh. Nếu chạm phải phép thuật nào đó thì cậu ấy sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng đó, được gọi là phép truy tìm. Vừa nói xong, xin đã lập tức thi triển được phép thuật đó. Phạm vi cậu phân tán phép thuật còn rộng hơn cả ông của mình. Xin đã cảm nhận được nguồn sức mạnh đó, lập tức hai người chạy đến đó. Sức mạnh đó là một con gấu bị quỷ chiếm giữ. Merlin chưa định tấn công, nhưng xin đã xông đến trước. Với sức mạnh mà chú Michen dạy, nhanh chóng cậu đã chém bay đầu nó. Merlin ngạc nhiên với sức mạnh của cậu, thậm chí ông còn không có cơ hội giúp nữa. Tuy xin không phải là cháu ruột của Merlin, nhưng ông ấy vẫn xem cậu là cháu ruột của mình. Thời gian cứ dần dần trôi qua. 5 năm sau, mọi người tổ chức sinh nhật cho xin và mời những người bạn thân thiết của mọi người đến dự. Chú Dis muốn mời cậu đến đất nước của chú. Chị Tristina kêu cậu, em có thể tham gia quân đội hoàng gia hoặc là thợ săn quỷ. Xin liền trả lời ông không muốn vào quân đội cho lắm. Sau đó ông Merlin bảo mọi người có muốn xem về bài kiểm tra tốt nghiệp của cậu. Xin thi triển phép thuật, do cậu không kiềm hãm sức mạnh, dẫn đến một quả núi to bị biến mất. Một lúc sau mọi người đi về lại nhà. Chú Dis liền kêu xin hay cậu hãy tham gia vào học viện phép thuật tại vương quốc của ta. Xin thấy cũng tốt nên đã chấp nhận học tại đó. Xin liền hỏi chú Dis thật ra là ai. Chú ấy trả lời, ta là vua của vương quốc Ernst II. Chị Tris và anh Sik là ai? Hai người liền trả lời, chị Tris là ở bên quân đội hoàng gia, còn anh Sik là một pháp sư trong đội phép thuật. Cậu lại hỏi mọi người trong gia đình cậu, chú Michen là chủ y hiệp sĩ đã về hưu. Sau đó chú Dis liền kể cho xin về một câu chuyện. Tại vương quốc của chú có một người đã bị quỷ chiếm hữu. Quân đội đến ngăn cản nhưng đều bị đánh bại. Cả một thành phố bị xóa sạch trên bản đồ. Trong lúc nó định giết chú, thì ngài Merlin và Melider đã xuất hiện. Melider sử dụng trang bị ma thuật, còn Merlin đối diện với kẻ thù bằng một sức mạnh khủng khiếp. Hai người đã đánh bại được nó, và hai người không phải vào bằng hữu mà đã từng là vợ chồng. Ngày hôm sau, ba người di chuyển đến vương quốc Ernst II. Bước đến cổng thành, hai người đưa danh thiếp của mình cho người canh giữ. Anh ấy đã ngạc nhiên nên đã nói quá lớn, khiến mọi người trong cung nghe thấy liền chạy đến. Một lúc sau, ba người về nhà của mình. Sau đó cậu xin ông bà ra ngoài đi dạo. Trên đường đi cậu thấy có đám người đang bị bắt nạt. Cậu thấy ngứa mắt, thế là một mình xử lý hết đám người đó. Hai người đó tên là Maria và Cecily. Sau đó cậu đi về. Ngày hôm sau cậu đi học, có một tên lợi dụng quyền thế đã gây sự với cậu. Kết quả là xin cho hắn một trận. Sau đó hắn tính gây sự với cậu, thì August đã ngăn lại. Cậu ấy là con trai của chú Dis. Sau đó hai người kết bạn với nhau, vào vòng thi tuyển. Giáo viên kêu các bạn sử dụng hết tất cả sức mạnh để phá hủy nó. Tất cả mọi người sử dụng hết sức mạnh của mình, nhưng không gây hề hấn gì. Đến lượt xin, một mình cậu ấy không cần niệm phép, cũng đã gây một lỗ to trên tường. Sau đó điểm của cậu trong bài kiểm tra đã đạt điểm cao nhất, nên cậu đã đứng đầu bảng xếp hạng và được tuyển vô trường. Sau đó cậu được phát bộ đồ, bên trong đã có phép thuật giúp bảo vệ cậu. Tối đến cậu đã xóa hết những phép thuật đó mà tự mình chỉnh sửa. Đến cả bà Melider cũng bất ngờ vì cậu có thể làm được như vậy. Ngày hôm sau cậu đi học, giờ ra chơi Cecily và Maria tìm xin để nói chuyện. Cái tên Cớt lợi dụng quyền thế để bắt nạt Cecily. Cớt muốn Cecily về làm vợ, nhưng Cecily đã từ chối hắn. Nhưng hắn lợi dụng quyền thế để đe dọa cậu ấy. Sau đó Cớt lại đến gây chuyện với Cecily, nhưng xin đã ngăn lại. Hắn định đe dọa cậu, thì Agat đã ngăn lại thì hắn mới bỏ đi, để cho hắn không bắt nạt Cecily nữa. Xin đã dành thời gian đón Cecily lúc đi học, để tránh hắn không làm phiền cậu ấy nữa. Ngày hôm sau thấy giáo đã dẫn các bạn ra ngoài, và nói các em cần phải lựa chọn nhóm mà mình muốn vào. Nhưng xin thì không có nhóm nào để vào, nên cậu ấy sẽ lập nhóm riêng, và tất cả mọi người đều đồng ý tham gia vào nhóm của cậu ấy. Với cái tên nhóm nghiên cứu ma thuật tối thượng, vào một cuộc họp của Đức Vua, hiện nay những con quỷ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng không biết nguyên nhân từ đâu, Đức Vua đã ban lệnh điều tra về vụ đó. Con Cớt đã bị cha của hắn mắng cho một trận, vì dám lợi dụng quyền thế để bắt nạt người khác, nên ông ấy đã nhốt hắn vào phòng. Sáng hôm sau mẹ của hắn đã mời thầy Edson đến để nói chuyện với Cớt, thì vô trong ông ấy đã biến cậu thành một con quỷ. Nhóm của Xin khi ăn trong căn tin xong, mọi người đi về thì Xin cảm nhận một nguồn ma lực rất lớn. Đó chính là Cớt đã bị hóa thành quỷ đến đây để giết Xin.
cậu ấy kêu mọi người chạy đi. Một mình cậu ấy có thể lo được. Trong trận chiến cậu đã nghe hắn nói được, nên cậu tin hắn chưa hoàn toàn bị hóa thành quỷ, nên có thể cứu được hắn. Nhưng hắn đã dùng phép thuật của mình vào cơ thể để tạo ra một vụ nổ. Xin đã ngăn lại nhưng không được, nguồn sức mạnh đó đủ để phá hủy ngôi trường, nên cậu đã quyết định giết hắn. Nếu không ngôi trường sẽ bị phá hủy. Sau đó cậu đã được đức vua trao cho huân chương danh dự và trở thành một anh hùng. Sau đó tin mà cậu tiêu diệt quỷ đã loan ra hết toàn thành. Nhóm mà cậu lập ra đã được nhiều người muốn gia nhập. Thầy giáo đã lựa chọn được 2 người có đủ khả năng tham gia vào nhóm. Quân đội kỵ sĩ đã đến nhà thầy Etcho và đã mời thầy ấy đến chỗ quân đội để điều tra về bọn quỷ xuất hiện. Khi hắn bước vô đã bị quân đội mai phục vì nghi ngờ hắn là người đã tạo ra quỷ. Trong lúc Xin và mọi người đi chơi thì có một tiếng động lớn phát ra. August đã nói cho Xin biết hắn chính là thầy đã hóa cớt biến thành quỷ. Xin tức giận đã đánh nhau với hắn. Cậu đánh cho hắn bay mất cái kính, lộ ra đôi mắt đã bị quỷ xâm chiếm. Cậu liền dùng sức mạnh dựa vào ánh sáng mặt trời để kết liễu hắn. Cú đánh cực mạnh đánh trúng hắn. Sau đó Xin không cảm nhận được nguồn ma lực của hắn nữa, nên đã nghĩ là đã bị đánh bại được hắn. Ngày hôm sau cậu và mọi người đến đề xưởng của Mark để chế tạo vũ khí của cậu. Lúc về cậu đã dẫn Cecily đến chỗ trang sức tại đó và tặng cho cô ấy một món trang sức có yểm phép thuật để giúp bảo vệ Cecily khi gặp nguy hiểm. Ngày hôm sau đức vua đã mời Xin đến cung điện và ban tặng cho cậu huân chương vì đã đánh bại quỷ 2 lần. Sau đó cuộc sống của cậu lại trở về bình thường. Lúc cậu đi học vừa mở cửa ra đã có đám người đến gặp cậu, nên Xin đã dùng cánh cổng để đến trường. Tại nhóm của Xin, cậu ấy đã dạy cho mọi người về cách sử dụng phép thuật để có thể sử dụng được phép thuật cao cấp. Tại một nơi khác, Etchom vẫn còn sống, nhưng hắn đã bị thương rất nặng do Xin đã gây ra. Sau đó vũ khí của Xin cũng đã được hoàn thành với đổi mới mà Mark đã nghĩ ra. Lúc mọi người ra, Xin đã mua cho mỗi người một đống trang sức để làm quà tặng vì mọi người đã đợi cậu. Thời gian cứ dần dần trôi qua, Etchom đã tạo ra đội quân quỷ đi phá hủy hết các vương quốc gần đó. Quân hoàng gia đến đó, nhưng số lượng quỷ quá đông đến quân đội đã rút lui. Còn chỗ của Xin, để tăng sức mạnh khi chiến đấu, học viện phép thuật đã liên kết với học viện kỵ sĩ nhằm tăng mức độ giữa hai bên khi đánh nhau. Những người bên kỵ sĩ đã khinh thường học viện phép thuật. Lúc quỷ xuất hiện, nhóm kỵ sĩ lên tấn công nó, nhưng đã khinh thường sức mạnh của nó nên đã bị đánh bại. Đến lúc đó Xin mới ra tay đã giết được nó, nhưng lại xuất hiện một đoàn quỷ khác chạy đến phía của Xin. Anh Xích không thể đánh bại được chúng nên đã nhờ Xin. Một mình cậu tuy đã kiềm hãm sức mạnh, cậu tung ra một cú trời giáng lên bọn quỷ. Nhanh chóng bọn chúng đã bị quét sạch, tạo ra một lỗ lớn giữa khu rừng, khiến cho mọi người phải kinh ngạc trước sức mạnh của Xin. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé.